em sẽ hướng dẫn anh sử dụng với con máy Lomo Digital này nha. Thì tắt máy nè. Đó, thì mình có thể mở cái này ra để mình bỏ pin của nó, sẽ pin hệ A và hệ SD. Hệ này là hệ 2G. Pin này thì xài hết rồi mình sẽ thay. Thì thường thường nó cục pin của nó xài cũng cỡ được khoảng chừng cỡ 1-200 tấm là nó hết. Rồi đầu tiên đây nó sẽ cho mình một cái màn hình giống vậy để mình có thể bắt đầu vào những chức năng trên máy. Bây giờ khi mà vào chức năng trên máy á, thì nếu cái thẻ nó nhận điện được nó sẽ báo cho mình biết, còn nếu không nhận diện được nó sẽ báo dòng chữ này. Mình có thể điều chỉnh zoom ra zoom vô nằm ở vị trí này. Rồi thích gì mình giữ nhẹ để lấy nét bấm hết lại chụp. Mình muốn coi lại hình thì bấm nút này để xem lại hình. Đó. Nó sẽ có những chức năng ví dụ như là mắt đỏ, xóa mắt đỏ là hình con mắt đó. Bật flash, tắt bật flash chậm một xíu, tắt flash hoặc auto flash. Nó trên đây có hiện giờ 10 giây và hiện giờ 2 giây hoặc là hiện giờ liên tục cứ 10 giây chụp một lần. Rồi, ở đây nó có hai cái, thứ nhất là một là chụp người, hai là gạt ở đây nó sẽ hiện lên bông hoa chụp siêu gần. Rồi, nếu mà em muốn chụp ban đêm thì có thể chuyển về cái này để chụp ban đêm. Cái này là chụp chân dung. Chụp cái này quay clip. Cái này là thu bằng hồi xưa nó có bằng băng rồi đó. Cái này là các setup trên máy. Ok, thì mình có thể chọn. Bây giờ anh sẽ chọn về language là English. Rồi giờ anh sẽ reset cái thẻ nhớ. Format cái thẻ. Ok, nếu mà nó báo kẹt lỗi thì phải thay kẹt khác nha. Thì giờ thẻ của anh sẽ tặng em thẻ khác. Thì máy nó chỉ có đơn giản như hơi thích gì thì đưa ngắm xong bấm chụp thôi, pin hết thì thay. Ok, nhỏ gọn dễ dùng, có gì cần mà không biết cứ nhắn tin tụi anh chỉ tiếp nha.